Bo rất mong muốn anh chị chúng ta sẽ hồi âm lại là cần gì, cần gì. Khi Bo nói cần bất cứ cái gì, anh chị chúng ta sẽ cung cấp cho model cái đó. Cung cấp ở đây là cung cấp cho model nữ, không cần cung cấp cho model nam. Model nam sẽ là người viện trợ, là người hỗ trợ để đi lấy mặt hàng đổ về. Khi các bạn chạy xuống đơn vị của mình, người ta không cho, mình có thể đi vay, đi thuê, đi mướn, đi mượn. Nếu cần thiết là trứng, là lột. Nói chung là bất chấp thủ đoạn để có mặt hàng đem về đây. Được không ạ? Chúng ta rõ chưa? Ok. Anh chị chúng ta tạo khí thế một chút xíu cho tất cả các đội chơi. 2, 3. Vỗ cái tay cho đều là mình vỗ cái tay cho đều nè. Ô ô ô là vỗ cái tay cho đều. 2, 3, bắt đầu. Và bây giờ là quý anh chị là vui lòng nghe rõ câu hỏi của phía trong tay. MC cần, biết lực siêu cần. Cần gì, cần gì? Cần cung cấp cho mỗi một model là một đôi dép của nam. Quá dễ đó. Ùa xuống thấy gì hả? Hey, yo. Quá dễ thương là quá tuyệt vời. BWC cần, BWC cần. Cần cho mỗi một model một đôi giày nam. Cần cho mỗi một bộ đồ một đôi vớ năm. À, có sản phẩm đính kèm luôn. Quá dễ thương, quá tuyệt vời. Ngần ngại gì mà không vỗ tay. Vỗ cái tay là vỗ cái tay. BWC cần, BWC cần. Chúng tôi cần một cái áo thun nam giáp không? Hả, à, có luôn hả? Cần cho mỗi một model như vậy một áo sơ mi nam. Có hàng rồi, có hàng rồi. Còn bên này có chưa, bên này có chưa? Có chưa, có chưa? Quá dễ thương. Coi chừng lên tăng xong nha. BWC cần, BWC cần. Bây giờ tôi cần tới nữ. BWC cần hai đồ cột tóc của nữ. Vâng, chị Vân đã mở giỏ ra rồi. Chị Vân đã mở giỏ ra rồi. Hey, hey, say yo. Hey, move your body. Đúng chưa? Wow, cái này có bộ lẹ ha. BWC cần, BWC cần. Cần cung cấp cho mỗi một model một cái giỏ sách nữ. Here we go. Rồi, giao nguyên bộ luôn. Chị Vân ơi, không ấy là chị tháo luôn cái sợi dây ngọc trai sẵn luôn đi. Thank you chị, quá dễ thương. BWC cần, BWC cần cho mỗi một model, một cái chén và một đôi đũa. Here we go. Trời ơi, chỗ ban giám đốc đang ăn cơm mấy chị ơi.
cái đó là cái bát, cái tô không được cái chén. Có chưa? Và xin thưa là quý anh chị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta có seafood hay không? Có món gì nướng hay không? Cần cung cấp cho mỗi một bộ đồ một con tôm nướng. Có chưa, có chưa? Tự chưa lên, come on! Kiểm tra dân số nội bộ. Esurin, có chưa? Bên này thiếu. Thank you, DJ! Một tràng pháo tay thật lớn xin thưa quý anh chị, quá nồng nhiệt. Vâng, nãy giờ cũng gọi là chơi cho vui thôi. Rảnh mà chơi gala đâu có làm gì đâu. Xin kính thưa quý anh chị, nếu ai yêu mến dòng nhạc của Mỹ Tâm thì chúng ta sẽ nghe cô ấy có một cái câu vang lên rất là hợp lý và hợp tình: dòng đời không êm ái như dòng sông. Và bây giờ khi MC nếm tới ba, tất cả các chị nữ chúng ta lưu ý phải làm nhiệm vụ như sau. Mission Impossible. Đầu tiên là chúng ta mang vớ vào. Từ từ, khoan, động thủ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, tự tin nha. Yeah. Mấy bạn ơi, dẹp cái bảng điểm vô. Đầu tiên là các chị nữ chúng ta phải mang vớ vào. Mang vớ, mang tất, nhưng đi dép. Áo sơ mi mặc ở trong. Từ từ, khoan, từ từ, nghe luật chơi cái đã để chúng ta biết phải làm như thế nào cho nó đúng quy trình. Chưa gì hết là chít tin nhau rồi. Đầu tiên, mang tất vào, mang vớ vào, nhưng đi dép. Rồi bả dọn hàng kìa. Từ từ gái thôi. Mang tất, mang vớ, đi dép. Áo sơ mi mặc ở trong, áo thun mặc ở ngoài. Được không ạ? Hai đồ cột tóc, các anh nam hỗ trợ các chị nữ chúng ta cột 5 năm. Ra hai chùm. Đó, chúng ta một vé bay veo về tuổi thơ. Được không ạ? Hai sợi thắt lưng để mừng cái gì? Quấn lên trên người. Được không ạ? Giỏ sách chúng ta mang ngang. Đôi giày, nãy giờ chưa có làm gì hết đúng không ạ? Kẹp vào lách. Tay trái cầm chén, tay phải cầm đũa, miệng ngậm seafood. That's all. 1, 2, 3, bắt đầu. Vỗ cây tay, vỗ cây tay. Here we go. Những thành viên nào đang mặc váy, mặc rế vui là quay mặt vô xin câu. Quần áo thẳng thớm lại, đó. Trai tài, gái sắc, một chảo tay cho chương trình Cặp đôi Hoàn Cảnh. Hey, yo. Hey, yo. Nhớ là 5 năm nha. Esurin còn đang vật lộn với đống lộn xộn. Quá dữ. Quá. Xin thưa quý vị, ngậm 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 seafood vào, ngậm seafood vào. Ô, trắng gì mà trắng thế. Cũng khiếp quá má ơi. Xin thưa quý vị, tôi tính là cuối năm nay là tôi sẽ lập gia đình. Thì vì tình trạng hôn nhân của tôi đó là single and available. Nhưng mà sau khi tôi nhìn qua những hình ảnh này, tôi cảm thấy tôi hận phụ nữ. Xong chưa?
nhưng dòng đời không êm ái như dòng sông. Khi bo đếm tới ba vẫn là đơn vị Esorin đi xuống dưới. À, đổi, Esorin này đi trước, Esorin kia đi sau. Hồi nãy là bên này đi trước đúng không à? Cũng vậy à, một giọng trai đức. Esorin, bên này sẽ đi trước. Cái tội lên tiếng, cầm lấy anh chị. Bên này đi sau. Rồi sau đó chúng ta đến với lại TLS. Đó, đội của trai đẹp bị trục vớt đó. Và tiếp theo, làm gì vậy, chưa thắng mà sao rần rần dữ vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với Backstory. Vâng. Miền em chim chim mẹ có yêu không nào. Và tiếp theo cuối cùng sẽ là đội AFS, được không ạ? AFS. Không, em Dương Đông Kích Tây thôi, em nhìn anh mà em nói bên này. Được không ạ? Bình tĩnh nha. Xin thưa quý vị, ở trên này họ đang rất mệt. Và các thí sinh đang nói rằng anh bơi cho em xin 30 giây để lấy lại bình tĩnh được không? Thì do đó quý vị chúng ta khán giả nó giờ chưa có hát tặng cho nhau đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ hát dành cho nhau một bài hát mang ý nghĩa rất là tuổi thơ. Được không ạ? Bài hát như sau đó là có con chim vành khuyên nhỏ. Nhưng đến cái đoạn là chim gặp bác chào màu, chào bác. Toàn thể anh chị chúng ta trả lời lại là bác chào chim nha. Được chưa? Micro. Hey, bác. Ủa thấy có con chim vành khuyên nhỏ, bé trông thật ngoan ngoan lắm. Rồi già vào vân lễ phép ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào màu, chào bác. Chim gặp cô sơn ca, chào cô. Chim gặp anh sáu nâu, chào anh. Chim gặp chị xích chè, chào chị. Thôi chị vậy nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại chương trình Network Music. Rồi đây đầu tiên, Esorin. Bồ đi vừa gõ cái chén cho người ta biết bệnh nè. Và sau đó ăn hết thông tôm cho miệng nha. Phải ăn hết thông tôm cho miệng nè. Bồ đi vừa gõ cái chén nè. Quân thầy của Esorin thứ hai. Thiếu như tờ trời. Và cuối cùng IFS. Tôi dám cái điện em vô anh. Đó. Trời đất ơi. Và bây giờ xin mời tất cả các đội chơi chúng ta cùng trở về sân khấu. Thank you. Thank you DJ. Và xin cảm ơn chàng pháo tay thật là nồng nhiệt của quý vị. Quá dữ. Anh chị để ban giám khảo có thiện cảm và chấm điểm công bằng kéo cái quần ra nói chuyện được không? Mời chị. I think that the advice only is quicker, but I would give to assurance because they eat the tone, everything was nothing left. And this one we put the trust back. So I would give it for the assurance that you've taken. Dạ vậy cuối cùng ai thắng chị? Trời ơi, gia môn bất hạnh. Có nhiều Esorin ôm hết luôn. Điểm giờ anh tốt, anh hết, anh sạch. À, cái bài là bao nhiêu giải thưởng Esorin ôm hết rồi đúng không ạ? Nhưng không sao, không gì phải buồn. Tất cả các đồ chơi còn lại, nghe nhạc nền là biết rồi ha. Bấm phím thắng. Một lần nữa xin phiền chị Vân sẽ nắng lên sân khấu để trao hai phần quà cho hai đội chơi.
Vâng, chắc có lẽ là giờ này chị cũng đã thấm mệt rồi, nhưng mà không sao, vì đại cuộc, vì cuộc vui của đại gia đình, xin mời chị. Trời ơi, có mong, có muốn lấy cái giỏ của chị lại hay không? Cặp đôi Hoàn Cảnh với lại cặp đôi Hảo Hảo đâu ạ. Xin mời hai cặp đôi trở lại sân khấu để nhận quà. Xin mời. Dạ không sao đâu, chúng ta có nhiều chúng ta lên bấy nhiêu thôi à, để nguyên bản dễ thương. Vâng, và đây là phần thưởng dành cho hai đội chơi chúng ta trong phần thi Get Work Show của tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn xin thưa quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà Đinh Thị Quỳnh Hương rất nhiều. Và xin chúc mừng hai đội chơi của chúng ta. Xin cảm ơn. Quý vị, chúng ta cẩn thận bước chân của mình nha. Đầu tiên họ ra. Và bây giờ đây, tất cả đã sẵn sàng. Không làm mất thời gian và chờ quý anh chị. Và để chọn ra hai thành viên may mắn, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Mr. Quách Thành Châu, Excellent Partner Hồ Chí Minh sẽ lên quay số chọn ra người may mắn. Vâng, xin trân trọng kính mời.